Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái nội dung hơi lạ một tí xíu mà hơi hướng về xã hội, đó là YouTube bị hacker liệu có vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thật ra thì cái từ hacker thì không xa lạ với người Việt Nam mình. Hôm cách đây vài ngày thì cái hacker nó đã đột nhập vào một cái trang của âm nhạc là Despacito, và nó lại lấy đi và đánh sập cái trang YouTube Despacito, làm cho cái chủ của cái trang web đó họ có không biết là cái việc, cái nội dung và cái mục đích của cái việc đột nhập vô trang YouTube Despacito để làm gì. Nhưng mà có một cái điều là đó là một cái trang web của tôi, thì tôi trước đây thì tôi cũng có coi, đó là một cái trang, nói chung là một cái đoạn video nói về âm nhạc, có một có cảnh và đặc biệt là một cái lượt xem lên đến 5 tỷ người và hơn 2 tỷ lời nhận xét. Thôi thì tôi chỉ xem cái Despacito trong một cái đoạn đó, nó có cái phụ đề nào gồm tiếng Nhật. Bây giờ quay lại vấn đề hacker như vậy thì với nhận định của tôi thì cho tới hiện tại thì cái Despacito, cái người chủ lập đó bị hacker, cho nên cái trang YouTube đó nó không hoạt động. Mà mấy bạn biết rồi, không hoạt động mà một cái lượt xem là 5 tỷ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới lại doanh thu, ảnh hưởng tới rất là nhiều cái vấn đề. Không biết, không rõ là vì vấn đề riêng tư hay là vì vấn đề ăn cắp những cái thông tin về lượt view như thế nào thì chúng ta khoan bàn. Bây giờ chúng ta bàn về cái vấn đề việc nếu Việt Nam mình có hacker thì liệu có vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hacker là một cái thuật ngữ để dùng cho những cái tội phạm công nghệ cao. Mà quý vị và các bạn biết rồi, những cái tội phạm công nghệ cao thì họ có những cái thủ thuật dùng cái công nghệ để đánh cắp cái thông tin. Trong cái Despacito thì bây giờ chúng ta nói chuyện quốc tế, thì bây giờ quay lại việc Việt Nam thì gần đây nhất là chúng ta thấy cái trang của trang web của sân bay Tân Sơn Nhất bị tê liệt trong vòng vài ngày. Mà quý vị và biết rồi, nếu mà hacker mà vào trang web của sân bay Tân Sơn Nhất thì nó sẽ ảnh hưởng tới mức độ nào, nó delay một số cái chuyến bay, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Thông thường thì hacker họ có nhiều cái hình thức, nhưng mà đa phần là hacker đã tấn công vào cái trang chủ và lấy đi cái thông tin. Còn lấy đi cái thông tin và làm thiệt hại lên cái thông tin đó thì chúng ta hãy tính sao. Hôm nay với tư cách là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi bàn luận về vấn đề YouTube nếu Việt Nam hacker thì có bị vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn thử xem mình bây giờ theo cái luật hình sự của Việt Nam mình thì có cái quy định nào về vấn đề này không nha quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vẫn có những cái quy định nếu trong trường hợp bị hacker, và theo cái quy định của Bộ Luật Hình Sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nó có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì quy định rất là rõ, quy định hẳn 8 tội về cái tội phạm trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin và mạng viễn thông. Thưa quý vị và các bạn, thì theo những cái của cái YouTube của Despacito, nếu như trong trường hợp cái hacker nào đó nó có một cái hành vi đột nhập vào cái trang mạng và lấy đi cái thông tin thì tôi cho nó là ở cái quy định, nếu ở Việt Nam thì sẽ ở quy định là điều 290, tội sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thật ra thì quý vị biết rồi,
không lẽ hacker nó chỉ vào cái trang mạng rồi nó để yên về mục đích, nhưng đằng sau cái việc tấn công một trang mạng thì chắc chắn nó sẽ có một cái hành vi, thực hiện hành vi một chiếm đoạt tài sản. Giờ mình ví dụ ha, hacker nó vào, nó lấy cái thông tin của ví dụ như hacker vào sân bay, vào cái thông tin của bán vé máy bay để mà lấy đi cái thông tin của số tài khoản của một số cá nhân tổ chức, sau đó nó đem rao bán ở trên mạng. Và một số những cái hacker khác lại sử dụng cái thông tin đó để mà làm thẻ giả, thẻ từ giả chẳng hạn. Hoặc là có cái tài khoản, chủ tài khoản của cái trang web đó, và họ lấy đi cái số tiền. Thì tội 290 của Bộ Luật Hình Sự nói về công nghệ cao: người nào sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện một trong những các hành vi sau. Những hành vi như là sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ sở hữu, chủ tài khoản hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, đọc luật thì chán lắm. Tôi thì tôi vẫn thích là nói cho quý vị và các bạn nghe về cái câu chuyện hơn là đọc luật. Thưa quý vị và các bạn, thì ở Việt Nam mình tôi nhớ cũng không chính xác lắm, vào năm 2010 có một bốn bạn trẻ công nghệ thông tin là rất là cao. Thì mấy bạn tốt nghiệp mà thuộc loại giỏi của một cái trường gọi là có tiếng. Hình như là hai bạn là của hai bị can là ở Hà Nội, mà hai bị can ở thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cái hành vi là hai bạn này vào cái trang web đắp của ngân hàng của anh và đánh cắp cái thông tin, đánh cắp lấy đi cái thông tin của một số chủ tài khoản của ngân hàng anh. Mà Việt Nam mình thì cũng rất là khôn ngoan ở cái chỗ là sau khi mà lấy được cái thông tin của chủ tài khoản của một số người anh gửi tiền ở trong ngân hàng đó, thì bằng động tác thì chuyển qua mượn tên của người khác và không đến ngân hàng, và chuyển qua cái tài khoản mang tên mình. Có một cái giai thoại mà tôi nói với quý vị và các bạn, thì một trong bốn thôi bây giờ mình cứ kêu là cái người hacker đi cho nó dễ, chứ bây giờ một trong bốn hacker đó đã gọi là rất là giàu có. Khi mà mẹ sinh nhật thì lái xe thẳng một cái chiếc xe bốn chỗ về tặng mẹ trong ngày sinh nhật, còn đất đai nhà cửa thì thôi thì rất là nhiều. Một cái tiền mà các bạn không có bằng mồ hôi, bằng lao động thì sức đó thì rất là khó để mà bền. Và lại khi chúng ta đã vi phạm pháp luật thì khó mà chúng ta có thể có một cái chuyện là mình sẽ đứng lên mà làm người lương thiện, rất là khó. Thưa quý vị và các bạn, trở lại cái vấn đề của bốn hacker. Bốn hacker này là thuê nhà ở quận 7 và sử dụng cái tài khoản đột nhập vào cái ngân hàng và lấy đi rất là nhiều cái thông tin từ cái chủ tài khoản của ngân hàng anh. Và cái số tiền mà thiệt hại lên đến, nghe nói lúc tại thời điểm mà cảnh sát của anh vào cuộc lên tới số tiền là 6 triệu đô. Thôi thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi không nói về những cái vấn đề về cái hậu quả gì hết. Thì tôi cho rằng là nếu những cái hành vi đó mà thực hiện tại Việt Nam thì vẫn có luật hình sự của Việt Nam điều chỉnh. Câu chuyện thì vài tháng nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì có một cái trang web bán vé máy bay bán rẻ. Thì cái chiêu thức của hacker là sử dụng cái một số cái hãng vé máy bay nổi tiếng và sau đó bán cái vé thật rẻ. Và khi bán cái vé thật rẻ thì một số người mua đã book bằng cách đưa những cái thông tin, và hacker đã sử dụng cái thông tin này
để mã hóa, để lấy cái thông tin này bán cho một số cái hacker khác nhằm cái mục đích gọi là kinh doanh, nói chung là có thiệt hại đến chủ tài khoản. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện này tôi kể đến quý vị và các bạn để làm gì? Thật sự cho đến thời điểm này thì người Việt Nam mình rất là giỏi. Điều đó không có trên thế giới cũng vẫn phải thừa nhận. Việt Nam cũng có giải thưởng này, giải thưởng kia. Và tôi còn nhớ rất rõ, có một cái em trong cái em viết một cái app của Flappy Bird. Thì cái app đó thì rất là nhiều người chơi. Và Hoa Kỳ cũng đã mua cái app này. Và không phải chỉ riêng cái em công nghệ cao, mà hiện tại ở Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác vẫn có một số các bạn trẻ rất giỏi về công nghệ thông tin. Tại sao chúng ta không sử dụng cái thông tin vào mục đích giúp đỡ những cái chúng ta sử dụng cái chất xám chúng ta để hữu ích cho xã hội? Và tôi nghĩ rằng đối với các bạn đó thì không khó để mà kiếm ra những cái đồng gọi là đứng gọi là bằng cái chất xám đó, quý vị có thể bán được những cái thông tin mà chúng ta viết cái app đó. Hiện tại thì mỗi năm tôi không nhớ chính xác, nhưng mà có cái Robocon, một cái chương trình của như là Đại học Bách Khoa, tạo ra một cái sân chơi cho những người có tài năng. Có tài nhưng mà mấy bạn cũng phải có đức. Chứ nếu như trong trường hợp tôi nói trong một trong bốn cái hacker đó đã vi phạm pháp luật, mà đặc biệt là pháp luật Anh, cho đến hiện tại thì cũng không rõ là pháp luật Anh hay là pháp luật Việt Nam sẽ có quy tắc có qua có lại để xử cái hành vi gọi là cắp cái thông tin, cắp tiền trong tài khoản. Tuy nhiên thì thông qua cái câu chuyện này, tôi được gửi đến quý vị và các bạn hai thông điệp. Luật Việt Nam bây giờ vẫn có những cái tội phạm công nghệ cao. Và nếu như trong trường hợp một hacker nào đó vào một cái YouTube để lấy đi cái thông tin và nhằm mục đích bán cái thông tin này, hoặc là bán cái lượt view này, hoặc là sử dụng cái tài khoản này vào một cái mục đích mà không được sự đồng ý của chủ tài khoản, thì là hành vi đó là vi phạm pháp luật. Và chúng ta là những người sử dụng cái công nghệ thông tin thì chúng ta phải nên biết điều đó, để tránh trường hợp là khi mà làm xong rồi chúng ta không nói ra. Thực ra là tôi cũng không biết là luật nó như thế nào. Câu chuyện kể thì tôi nhớ có một cái vụ mà tôi đi bào chữa, vui lắm quý vị và các bạn. Thì em đi ăn cắp những cái con chim như chim kiển đó, chim chào màu, rồi chim những cái loại chim mà lồ thú cưng của người ta ở treo ở trước cửa hay là đi ở ngoài đường. Thì tôi thì sau khi mà vào gặp em thì tôi mới hỏi em, tôi cũng nói em tôi cũng hơi tò mò tí xíu, nhưng mà câu trò hỏi bây giờ cho tôi hỏi một cái câu như vậy, tại sao em không lấy ăn cắp những cái thứ khác như là laptop, như là điện thoại hay là những thứ khác mà em lại ăn cắp chim? Thì em bảo rằng là em không biết, vì em nghĩ rằng là ăn cắp chim là không có tội. Và thông qua cái video này, tôi muốn gửi đến cái thông điệp thứ hai cho những người chuyển những cái thông tin qua những cái mạng xã hội, thì thật thận trọng, và quý vị và các bạn phải có những cái bảo mật về thông tin. Trước đây thì tôi cũng không có sử dụng thông tin của bằng cách chuyển khoản nhiều lắm. Tuy nhiên rằng là nếu như trong trường hợp hiện tại thì tốc độ phát triển thì chúng ta không thường xuyên sử dụng tiền mặt, thì chúng ta chuyển mà chúng ta cũng phải thường xuyên xem lại, quản lý cái tài khoản của chúng ta. Nếu trong trường hợp có mất, có thất thoát như thế nào thì chúng ta báo liền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn cái hành vi vi phạm pháp luật, nếu trong trường hợp cái tài khoản của chúng ta, cái số tiền của chúng ta bị mất cắp
hoặc là tài khoản chúng ta nếu YouTube của chúng ta bị đánh sập chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái vấn đề mà trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, theo cái dòng thời sự, nếu quý vị và các bạn là những người đang bị đánh sập về, đang bị hacker, hoặc quý vị và các bạn cần những cái vấn đề gì về pháp luật, thì chúng ta cũng có thể gửi cái đường link hoặc gửi những câu hỏi đến trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.